ចាសសួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ម៉ាន់គីហ្វូដទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនានៅរបៀបស្លសម្លស្ងោរស៊ុបគោចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាក្នុងនោះគឺយើងប្រើសាច់គោ លីជាមួយនឹងឆ្អឹងគោចាគឺឆ្អឹងកញ្ចក់ជើងចាំតោះមកគឺមានគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងហើយនឹងខ្ទឹមសចាផ្នែកបន្លែមានដូចជាការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងឆៃថាវល្ហុងស្ពៃបូកគោចា តោះមកគឺមានស្ពៃតឿជីវ៉ាន់ស៊ុយជីរណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចាចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករសអំបិលប៊ីចេងម្រេចដុំស៊ុបខ្នុរប្រេងខ្យងទឹកត្រីនិងប្រេងឆាចាឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងណាបងប្អូន ចុះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាដំបូងគឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះនោះណាចាយើងដាំទឹកនេះគឺដើម្បីស្រស់ឆ្អឹងគោរបស់យើងចាឆ្អឹងគោនេះគឺយើងស្រស់ទុករយៈពេល5-5នាទីដើម្បីឲ្យចេញក្លិនឆ្អាបរបស់គោបងប្អូន បើកណ្ណាយើងអត់ស្រស់ទេយើងស្ងោរវាទាំងឆៅយើងវាអាចធំក្លិនគោក្លិនឆ្អាបគោបងប្អូនចាយើងស្រស់វាប្រាំនាទីតើយើងស្រង់វាចេញមកវិញមកចាឥឡូវយើងចាប់ដើម លីងគ្រឿងរបស់យើងជាមួយនឹងសាច់វិញម្ដងចាយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅណាហើយយើងបំពងខ្ទឹមសលាយជាមួយនឹងរំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងចាយើងលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយទៅណា ចាយើងបន្ទាប់ពីយើងលីងវាឲ្យរៀងឡើងពណ៌ក្រហមហើយឈ្ងុយយើងចាក់ទឹកត្រីបន្ថែមចូលបន្តិចទៅចាតោះមកយើងដាក់សាច់គោរបស់យើងចាយើងឆាសាច់គោរបស់យើងវាបញ្ចូលគ្នាយើងធ្វើរបៀបនេះដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបរបស់សាច់គោបងប្អូនចា ស្ងោរស៊ុបនេះគឺយើងដាក់សាច់លាយជាមួយឆ្អឹងដើម្បីឲ្យមានជាតិបើយើងដាក់តែសាច់ទៅទេឬក៏សាច់ដាក់តែសាច់សុទ្ធគឺស៊ុបយើងគឺអត់សូវមានជាតិទេអញ្ចឹងយើងដាក់លាយឆ្អឹងផងសាច់ផង ចាយើងឆាសាច់គោជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យវាស្ងួតទឹកទៅចាំយើងដាក់គ្រឿងបញ្ចូលចាយើងលាយប្រេងខ្យងបន្តិចចូលទៅ
Đừng cho những đạn thầm tách bán hầm bánh đại tràn tới cho bóng bốn. Chàm tóm với những đạn score bị chênh ẩm bờ mà rịch chôn tay bản đồng. Chà dừng mình tóm mà dừng thêm đông súp khăn non mình đông chấu lắm bóng bốn đâm bây chui bằng can đô chết xâm ló sáng ngó súp được bao chà ấy nữ dân chập nam nam tật và dân ban phú hấy chà chân dân chập nam đã ân châu lắm chà ní cư ân cố đại dân ban sơ vì dạ bê pram nị tì môn nâng rủi hái. Chà hơi dân đã sạch để dân cha nâng chôn như tay một đồng. Chà bông ôn ở vị thi sang hoa sụp rồi bò. Nhóm nước cứ chi lạc rồi nè. Thọm na bông ôn cứ dân ách nhằm chỉ mùi nâng bài gặp bán nhằm chỉ mùi nâng nông băng gặp bán cứ có nhằm chỉ mùi nâng cất tiêu căn gặp bán bóng bốn cứ sạch từ lư chùm nông chùm ngồi chật gặp bóng bóng bốn mình to bây giờ chạ sạch hay nâng ăn đi chốt này hơn chân chân tục lòng mùa sầm ló sụp dân nâng rồi hốt toàn tại chị ăn đó nắp ông bốn chà dân rùng ngò rồi hốt toàn tại chị ăn chà lấy dân chập nào mò thơ bần lại dân mình bần đòn khăn ông nốt cứ khi nhập nạ bần lại đôi chìa cà rốt chạy thái tâm bà răng hay nâng sắp bị bộ cổ chà mình lại dân cạnh phê riêng thông thông thì tính nó bông bốn pro dân trực ca vô từ sáng ngào cho mùi nâng xa chạy bò dân nâng tạm bây rùm ngộ vía bây dân cạnh tôi giúp cái chạp rồi lùi
cho bông ôn xâm lo rồi bây giờ màn ngào màn sạch rồi nâng chân bao giờ về màn chân nó bông ôn việc hỏi với nó chứ giờ anh đã mình lại cho bạn hay dương phụ rút chiếc tới 8 trong nông trong ngô chất là bỏ bông ôn nó phải bà em sáp bạn tỏ mắc cứ dương đã spay bộ cô cho tiết bóng ổn ok xâm lo xong súp bò dưỡng bàn chân hỏi bông bồn chân chân đua đại chán bông bồn cha xâm lo xong súp cô nít bật chì mê đồ chít chân ánh bông bồn cha dưỡng bàn thèm xa lạc tâm xa lạc chi rồi ná hơi nâng chi bàn xôi chô khá chà sụp một chán nó cứ bong bốn cứ thả miên đồ chết chăng anh đẹp đồng bong bốn chà xong ở con chấm phụ bong bốn ai mình toàn bàn chui subscribe thật bong bốn chui subscribe mình nhẹ mỗi mắt nha hay có complete chui share rồi có comment nằm bây tựa tựa bài video thật mấy thơi mình thèm tiền hay có xong ở con đo ca tu sinh ra rồi bong bốn có đồ chí ca control video របស់ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ពរ បង ប្អូន ជួប ប្រទះ តែ នឹង សុភ មង្គល ព្រម ទាំង សំណាង ល្អ គ្រប់ ក្រុម គ្រួសារ ចាស់ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា